Mạnh Thắng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Và hôm nay thì ai đến đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi bằng những hình ảnh mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị ngay bây giờ. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa dòng bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm, kẻ sĩ tình này tròn ở phía sau thầm nhớ mong em. Qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng chào đón đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Đó là một giọng ca rất thú vị. Chào đón Trần Mạnh Cường đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Xin chào toàn thể quý vị khán giả. Chào anh Mạnh Thắng. Rồi. Trộm vía có vẻ là nhìn ngoài đời trẻ hơn rất nhiều so với trên hình ấy. Cảm ơn anh. Do là mình lên hình thì mình sẽ phải trang điểm nó đậm hơn một chút, hay là mọi người đều nhận xét là em ở ngoài đời nhìn trẻ hơn trên hình? Em thấy mọi người đều bảo em ở bên ngoài nhìn nhây hơn. Nhây hơn ạ? À? Nhây hay không thì nữa nói chuyện mới biết đúng không? Em bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ bao giờ? Thực ra là từ bé. Từ bé luôn? Dạ, mẹ cho em được cái máu lửa này. Mẹ tức là cũng là một người trong nghệ thuật hả? À, dạ không ạ, mẹ em thì là một người đam mê về nghệ thuật thôi. Đam mê dân ca thì mẹ hay chép những cái bài hát cải lương qua cái đài băng cassette ấy. Trong những lúc mà em học xong ấy thì mẹ sẽ dạy em từng câu một. Có nhớ những câu hát đầu tiên mà mẹ dạy cho em có nhớ không? Đầu tiên em được hát, mẹ em dạy em là, nhớ không nhầm được, bánh bông hồng đất đỏ phải phải. Ừ, một vài câu nhá, xin mời em. Dạ. Cành chim bay trên bầu trời cao hót liêu lo, chim kêu gọi đàn, nhung nhớ gọi mùa, mùa lê kỳ ma nở hoa, tháng năm trái ngọt trĩu cành mùa xuân ôi ngát. Đấy, cứ như thế bảo sao bây giờ có triệu follow trên TikTok. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái dấu mốc thời gian nhé. Mẹ là người đã mang đến cái niềm đam mê âm nhạc cho em từ tấm bé. Dạ. Vậy thì thời điểm mà mình bắt đầu chuyển sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp là từ bao giờ? Trước kia em có học Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Thế ngày cấp 3 thì tìm mãi một cái trường nào đó mà bảo sư phạm mà phải liên quan âm nhạc. Có cái trường đại học. Cuối cùng cũng có. Vâng, vâng. Thứ nhất là bởi vì học sư phạm không mất tiền. Rồi, đúng rồi. Bởi vì gia đình ở quê thì hơi khó khăn. Ừ. Và sau đó cũng bén duyên đam mê dần dần. Chúng ta biết đến Mạnh Cường với một người mà gọi là cách mạng hóa và dân ca hóa những bài nhạc trẻ. Nó rất thú vị. Dạ. Từ đâu mà em lại có ý tưởng nó hay ho đến như thế? Thì thực ra nó cũng từ những cái gì mà em được học ở trong trường ra. Ừ. Bởi vì trường em về sư phạm mà, thì đa phần là chủ yếu là dạy về dân ca này, nhạc đỏ này. Trong những cái thời gian hoạt động về âm nhạc ấy thì tự dưng nảy sinh ra những cái ý tưởng kiểu vu vơ nghĩ trong đầu thôi. Thế xong rồi cũng làm. Bài đầu tiên mà em gọi là nó cover nó theo một cái phiên bản hoàn toàn khác là bài gì, em có nhớ không? Cái bài chắc là bài Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Lúc đầu là em làm theo một cái content là hay là mình biến dân ca sang nhạc trẻ. Em làm hết về cái content là dân ca thì em cảm giác là bây giờ nó không phù hợp nữa, thì em là được. Hay là bây giờ biến nhạc trẻ thành dân ca nhỉ? Đó. Phải làm ngược lại. Rồi, đúng rồi. Từ những ngày đầu tiên mọi người biết đến em là một reviewer, đúng không? Dạ. Sau đó thì biết đến em nhiều hơn với một vai trò là ca sĩ cover. Dạ. Bây giờ nếu mà so sánh một cách công bằng nhá. Dạ. Thì em thấy là em sẽ thích ở một cái khía cạnh nào hơn? Em vẫn thích nhạc trẻ hơn. Và thích mình tự làm ra những cái bản phối của mình, bởi vì em cũng biết một chút ít về âm phối khí. Tương lai có thể mình sẽ đứng trên một sân khấu nào đó mình solo chẳng hạn. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật thì cũng được đi biểu diễn đây đó, cũng kiếm cho mình được một chút ít kinh nghiệm về khả năng biểu diễn sân khấu. Ừ. Thì cũng tương lai mong rằng mong muốn mình trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Đó là một cái mong muốn hoàn toàn chính đáng đúng không? Dạ. Và anh nghĩ là em hoàn toàn có đủ khả năng. Em có tố chất của một người nghệ sĩ. Bây giờ thì trước khi đứng ở sân khấu lớn, chúng ta sẽ đứng ở sân khấu nhỏ trước. Sân khấu của chương trình Ai Đến Hôm Nay nhá. Hôm nay ngay tại sân khấu nhỏ gọi là mini show của Mạnh Cường và những người bạn, chúng ta sẽ cover một ca khúc mà chương trình sẽ chỉ định. Em sẽ có thể hát nó theo cái phong cách dân ca hoặc là nhạc đỏ nhá. Dạ, dạ. Anh sẽ nghĩ ra cho em một bài hát
Một bài hát nó có lẽ là rất là tình cảm. Một bài hát mà có lẽ là rất nhiều thế hệ của người Việt Nam ai cũng biết. Cả nhà thương nhau. Em biến nó sang dân ca đi. Dân ca, ok, rồi, nào. Cả nhà thương nhau phiên bản dân ca. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là quá tuyệt vời đấy. Nghe trên YouTube, TikTok mãi rồi bây giờ mới gặp ở ngoài đời đấy. Mà cái hay của em là anh không đưa cho em một cái lựa chọn chủ động, mà anh sẽ là người đưa ra vấn đề và em sẽ là người giải quyết vấn đề, và rất tuyệt vời. Không có lý do gì mà chúng ta phạt một bản cover nó quá là đáng yêu như vậy. Ok, cảm ơn Cường. Bây giờ thì sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo dành cho em nhá. Nó cũng là liên quan đến công việc của em. Thường thì các nghệ sĩ trẻ bao giờ cũng muốn thử sức của mình ở những cái cuộc thi âm nhạc, và đôi khi đó cũng sẽ là những cái bước đệm để họ có thể là phát triển hơn cho công việc của mình sau này. Dạ. Với cá nhân Mạnh Cường thì sao? Em có nghĩ là sẽ tham gia một cuộc thi nào không? Em nghĩ là nếu như mà có một chương trình gì đó mà hay ho về âm nhạc, hay là có một cái tính gì đó sáng tạo về giống như kiểu content em đang làm chẳng hạn, thì chắc chắn em sẽ tham gia. Bây giờ quay trở lại với chuyện đồng nghiệp đi. Em nhắc đến Ngồi Tựa Mạn Thuyền, và sau này thì có các ca khúc như là Mái Đình Làng Biển, đúng không? Dạ vâng. Thì còn có một cái phần gọi là hỗ trợ, cũng góp phần tạo nên cái sự thành công cho những ca khúc đó, đó chính là producer Huy Ly, đúng không? Dạ. Nói một chút về người bạn của em nào. Chính xác là bắt đầu từ năm ngoái em về em gặp Huy Ly luôn. Và em có bàn với bạn ấy là tôi với ông bây giờ làm cái gì nó lạ lạ tí. Hay bây giờ anh em mình remix kiểu quan họ, chèo, hay là dân ca về vùng miền gì đấy chẳng hạn. Thì bài đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau, anh em thống nhất luôn. Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Một bài hát anh rất thích luôn. Ngay khi mà xem ở trên TikTok, anh phải tìm ngay link full này xem trên YouTube. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện về tương lai đi. Chúng ta đã nói về hiện tại, về quá khứ rồi. Có lẽ tương lai cũng sẽ là một cái điều mà rất nhiều người yêu thích Trần Mạnh Cường đang chờ đợi em. Tương lai gần thì em sẽ có những hoạt động âm nhạc như thế nào? Tương lai em đang hoạch định từ giờ đến tầm khoảng giữa năm sau. Em sẽ làm một clip official cho riêng mình. Nó sẽ là dòng nhạc gì? Em sẽ thiên hướng về dân ca mà đương đại một chút xíu. Rồi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi sản phẩm âm nhạc gọi là đầu tay, đúng không? Dạ, MV đầu tay. Đúng là MV đầu tay đấy. MV đầu tay rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game tiếp theo nhé. Ở đây thì có một cái bộ bài, chúng ta sẽ có rất là nhiều quân bài khác nhau. Nhiệm vụ của em là sẽ bốc 3 quân bài bất kỳ, và chúng ta sẽ thực hiện theo cái yêu cầu của quân bài đó đưa ra đấy. Em sẽ tự cháo và tự chọn khuôn dại tại tay nhá. Không phải bảo vào tổ chức cái cắm. Tay cháo bài chuyên nghiệp lắm. Ai cũng bảo em thế. Ok, chọn ra 3 lá bài bất kỳ đi em. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có 3 lá bài. Em sẽ lật lần lượt từng lá bài một. Ở lá bài đầu tiên của Cường thì câu hỏi đầu tiên là: khi yêu bạn quan trọng tính cách hay ngoại hình, vì sao? Nếu không trả lời câu hỏi thì bạn sẽ phải tự liếm 10 đầu ngón tay của bạn. Em chọn hình thức trả lời câu hỏi hay liếm đầu ngón tay? Em chọn trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi. Rồi, ok. Chỉ được chọn một trong hai thôi anh. Chính xác. Ngoại hình hay là tính cách? Cũng ngoại, người ta... ngoại hình à? Vâng. Ok, đó là thích ngoại hình. Rồi. Đấy, anh thích cái sự thẳng thắn như thế. Chúng ta hãy cùng đến với lá bài thứ hai. Cách thức vẫn như vậy. Kể tên 5 tật xấu của bạn. Ở hoặc dưới là kể 3 bí mật của bạn. Em chọn tật xấu hay bí mật? Em nhiều bí mật hơn hay là nhiều tật xấu hơn? Em nhiều tật xấu phết đấy anh ạ. Ok, chúng ta chọn trả lời 5 tật xấu nào. Tật xấu mới đây nhất của em mới phát hiện ra là mình nghiện cà phê và thuốc lá. À, ok. Tật xấu thứ hai là em thích trêu tức người yêu của em. Thích trêu tức người yêu của em? Dạ, em thích chọc tức bạn. Thế à? Tại sao? Em cũng chẳng biết vì sao nữa. Anh nghĩ là cái trêu đấy là nó chỉ khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm thú vị thôi. Trêu xong rồi lại yêu đúng không? Dạ vâng. Giận rồi lại yêu, ok. Tật xấu thứ ba. Tật xấu thứ ba là hay ngủ dậy muộn. Muộn nhất em từng ngủ là đến mấy giờ mới dậy? Ôi, có hôm em ngủ được cả ngày luôn đấy anh ạ. Có hôm em thức một cái đến sáng luôn. Xong em ngủ nguyên một ngày. Đến tận chiều tối mới dậy. Ban đêm thì cứ hay lọ mọ ở trong phòng tu. Ừ. Tự nghĩ ra những cái gì đấy hay ho. Là mình lao vào máy bùm bùm. Đúng là đối với những người nghệ sĩ thì đôi khi cái quãng thời gian khi mà màn đêm buông xuống là lúc mà chúng ta có nhiều khả năng sáng tạo nhất, đúng không? Nhiều ý tưởng ấy ạ. Nhưng mà chúng ta đều biết là cái việc mà chúng ta làm
thức ngủ trái quy luật tự nhiên như vậy nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ vâng. Bằng chứng là hôm nay mặt hơi nhiều mụn đấy. Ok, tập số thứ tư nào. Uống rượu vào hay lè nhè. À, rồi uống rượu vào là hay lè nhè. Tôi hiếm thấy một ca sĩ nào mà trên sóng truyền hình lại có thể là kể tật xấu bản thân của mình thành thật đến như bạn. Nghiện thuốc lá, cà phê, rồi uống rượu hay lè nhè, hay nói xấu vợ, trêu tức vợ, rồi ngủ dậy muộn. Rồi, chúc mừng em. À quên, còn một lá bài nữa. Nếu như có 1 tỷ, bạn sẽ làm gì? Em bây giờ nếu mà có 1 tỷ thì... Anh nghĩ là một gợi ý cho em là quay một MV thật hoành tráng quá cho anh. Yeah. Đúng không? Đúng như trong đầu em luôn. Thế à? Vâng. Rồi, ok. Đấy. Hôm nay thì em cũng là một người mà không bị bất cứ hình phạt nào ở trên bàn cả. Chúc mừng em. Với sự hỗ trợ của anh, em đã không bị phạt. Cảm ơn anh. Ok, thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa đến với phần trò chuyện cũng như là một số những cái mini game nhỏ nhỏ dành cho Trần Mạnh Cường. Bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hashtag. Thưa quý vị và các bạn, ở chọn màu hashtag thì chúng ta sẽ mời Trần Mạnh Cường, vị khách mời của Ai Đến Hôm Nay, lựa chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 0 đến 9. Mời em. 1, 5, 8. 1, 5, 8, ok. 1. Một hashtag màu trắng có từ khóa là nở rộ các cuộc thi sắc đẹp. Có một cái thống kê nó thú vị như thế này, đó là tại Việt Nam của chúng ta thì mỗi năm có khoảng cỡ 25 cuộc thi về sắc đẹp được tổ chức. Trung bình sẽ có khoảng 30 thí sinh tham gia một cuộc thi. Tóm lại là đến năm 2050 thì tổng số thí sinh đã tham gia cuộc thi Hoa hậu là khoảng 21.000 thí sinh. Tức là phụ nữ đẹp của anh ta rất nhiều. Em chia sẻ như thế nào về cái từ khóa này? Em rất là tự hào Việt Nam mình có rất là nhiều phụ nữ đẹp. Nói bảo xin lỗi vợ nhưng nhiều khi đi làm nhìn con gái đẹp mình còn mê. À không, bình thường mà em. Lấy vợ rồi mà thấy người khác giới mà người ta xinh thì người ta cảm thấy mê là chuyện quá bình thường. Mê xong làm gì mới quan trọng, mê thì có bình thường đúng không? Dạ. Cái điều ấn tượng nhất mà em gặp bà xã em ngày xưa lần đầu tiên là gì? Lần đầu tiên em đã bị đứng hình kiểu, đứng hình mất mấy giây. Đứng hình mất 3 giây à? Em cầm điện thoại xong em rơi cái bộp cả. Không, em không biết điện thoại em rơi luôn. Đấy là ấn tượng đầu tiên, em nhìn vợ em buộc, bạn ấy buộc một cái khăn mùi xoa trên đầu. Wow. Xong rồi mặc một cái áo, 2 giây đi đường thả nắng ở trong thành phố Đà Nẵng. Ôi em đứng hình luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hashtag thứ hai nhá. Số 5 của chúng ta là một hashtag màu đen. Màu đen tức là phần lớn mọi người phản đối điều này. Với một ca khúc hit được rất nhiều các nghệ sĩ cover lại và biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể coi một cái khía cạnh nó cũng là một cách quảng bá cho ca khúc này nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, việc vi phạm tác quyền âm nhạc thì không phải là chuyện mới. Bây giờ thì em nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thực ra đối với cái người mà hoạt động về âm nhạc, em cũng là một người cũng biết sáng tác một chút xíu. Rồi. Bởi vì trước kia em cũng đã từng có cái cảm giác mà khi mà một người nào đó lấy cái bản nhạc của mình đi biểu diễn mà không báo cho đấy, không báo cho mình, chưa có sự cho phép của mình ấy, thì cảm giác rất khó chịu và cảm giác mình không được tôn trọng ấy. Em rất là thoải mái khi mà chia sẻ cho anh em bạn bè những cái bản phối của mình. Em thấy cũng có rất là nhiều bạn bây giờ hát lấy nhạc của người ta xong rồi là, hay là lấy cái bài hát này của tác giả này đi hát, thậm chí cũng có nhiều người rất là vô duyên anh ạ. Cái tối thiểu nhất đó là khi mà giới thiệu tên bài hát thì mình phải có tên tác giả. Chính xác, đó là một điều mà đôi khi ngay cả một số những chương trình chúng ta cũng hơi sơ sót khi mà không giới thiệu hoặc quên giới thiệu tên tác giả. Đấy. Thực tế là phải có những nhạc sĩ, phải có những tác giả, có những người hòa âm phối khí chúng ta mới có được những cái bản nhạc hay để mà hát, đúng không ạ? Dạ, vâng. Và kiếm tiền trên những bản hát đó, đúng không? Dạ. Ok. Rồi, bây giờ sẽ là từ khóa ở hashtag cuối cùng, đó là số 8. Số 8 của chúng ta là một hashtag màu cam, tức là vẫn đang có những ý kiến khác nhau về nội dung này. Từ khóa của chúng ta là kết hôn ghép. Có một xu hướng mới ở Trung Quốc khi mà nhiều người đàn ông không lấy được vợ, nhiều cô gái không tìm được chân ái của đời mình, họ kết hợp với nhau để tổ chức một đám cưới và đương nhiên là sẽ phải tuân thủ những nguyên tắc như sau: nhà trai không cần tặng sính lễ, nhà gái không cần chuẩn bị của hồi môn, cuộc sống và kinh tế đều chia đôi, ví dụ như là tiền mua nhà này, chi phí sinh hoạt này, nếu sinh con thì cả hai sẽ cùng nhau nuôi dưỡng. Thứ hai là mỗi bên tự phụng dưỡng cha mẹ, rồi nghỉ lễ đón Tết ai về nhà đấy, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Thứ ba, ngoài mặt là vợ chồng, về nhà là mối quan hệ hợp tác. Nếu một bên tìm được hạnh phúc riêng và cần ly hôn, hai người sẽ thực hiện theo thỏa thuận trước đó, có thể bồi thường tổn thất nếu trong giao ước có thể hiện. Em chia sẻ như thế nào về cái câu chuyện này, về cái từ khóa này?
Bây giờ nếu như mà kiểu hợp đồng như thế thì em nghĩ là bản thân em sẽ không thích điều này. Bởi vì tình yêu hay là vợ chồng ấy, đối với quan điểm của em là đầu tiên là mình phải có tình yêu với nhau, tình cảm đã, thì mình mới tiến tới hôn nhân. Rồi sau này khi mà mình có con rồi, tình cảm mà tự dưng sinh con theo hợp đồng như thế thì nó rất là vô nghĩa. Đúng rồi. Và sau này cái khổ nhất đó chính là con cái của mình nếu như hợp đồng đấy nó hết hạn. Anh hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ từ Trần Mạnh Cường. Nhưng tuy nhiên là đặc thù của mỗi một nơi, dạ, trong điều kiện thực tế thì nó cũng có những cái sự khác biệt. Có lẽ là người trong cuộc là người họ hiểu rõ nhất là họ cần cái gì, đúng không? Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Trần Mạnh Cường. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã vừa trải qua 3 hashtag cùng với 3 chủ đề, cũng như là đến với những cái chia sẻ quan điểm cá nhân của Trần Mạnh Cường liên quan đến những nội dung này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần cuối cùng chương trình ngày hôm nay, đó chính là góc review. Vâng thưa quý vị, và ở góc review thì như những chương trình khác thôi, hãy cùng xem là vị khách mời của chúng ta yêu thích về thể loại nào để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn nhé. Có 3 thể loại để bạn có thể lựa chọn. Điện ảnh, âm nhạc và sách. Bạn muốn nói về chủ đề nào? Âm nhạc đi. Âm nhạc. Đúng school của em. Hãy trả lời thật nhanh một câu hỏi của chương trình đưa ra, đó là mỗi khi mà căng thẳng, mệt mỏi hoặc bế tắc, em thường nghe ca khúc nào? Em nghe bài Lời Ru. Lời Ru? Lời Ru. Ồ, hãy hát cho khán giả của chương trình ngày hôm nay nghe một vài câu trong bài hát này được không? Ngậm lời ru, ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đón giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương. Anh sẽ thu đoạn này lại, lần sau mà đêm nào mất ngủ anh sẽ bật nghe em hát. Dạ, gì nó dễ ngủ. Nghe hát vài câu là thấy lim dim rồi. Ca khúc này em thường nghe những lúc mà em thấy căng thẳng. Dạ. Lý do tại sao? Em mệt mệt thì em lại hay nhớ đến mẹ, hay là nhớ đến vợ em. Con gái em thường thường là nhớ đến người phụ nữ mà mình yêu thương. Yeah. Bởi vì là những cái lúc mệt mỏi nhất thì em luôn luôn lấy mẹ mình để làm thêm, để mình có thêm động lực ấy. Tại vì trước kia mẹ đã truyền cho mình được cái đam mê về âm nhạc, bởi vì mẹ hát ru tặng mình đầu tiên. Hôm nay thì rất là cảm ơn Trần Mạnh Cường. Một nghệ sĩ đã mang một cái làn gió rất là đặc biệt đến những cái giai điệu dân ca hoặc là nhạc trẻ, hoặc những cái bài nhạc cách mạng. Có rất là nhiều khán giả, trong đó có anh, vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và chờ đợi những cái sản phẩm nhạc mới từ em. Cảm ơn anh Cường đã dành thời gian đến với chương trình đến hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.